Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Hell Shop. Trên tay mình hiện tại đang là đĩa game của tựa game FIFA 21. Rồi thôi, đây là những hình ảnh mà mình lấy được trên trang web của EA khi mà mình pre-order tựa game FIFA 21. Và có lẽ nó sẽ là những hình ảnh trên những chiếc bìa đĩa trong thời gian sắp tới khi mà bạn sở hữu tựa game FIFA 21. Và trong video hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu xem là sẽ có những thay đổi gì trên tựa game FIFA 21 nhé. Và liệu nó có phải là tựa game bóng đá đáng chơi nhất trong năm nay hay không? Dành cho bạn nào chưa biết thì FIFA, FIFA Football hoặc là FIFA Soccer là series trò chơi bóng đá ra mắt lần đầu tiên vào năm 1993, được phát hành hàng năm bởi hãng Electronic Arts dưới thương hiệu là EA Sports và được sự cho phép của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA. Giá bán cho bản Standard Edition là 60 bảng Anh, khoảng 65 đô. 3 gói cầu thủ vàng, 1 gói mỗi tuần và trong liên tiếp 3 tuần. Bạn sẽ được mượn cầu thủ ngôi sao cho 5 trận đấu ở Ultimate Team là Kylian Mbappe. Được chọn một trong ba cầu thủ đại sứ cho ba trận đấu Ultimate Team là Agnon, Felix hoặc là Erling Haaland. Một bộ dụng cụ cho Ultimate Team phiên bản đặc biệt và một số vật dụng sử dụng cho sân vận động. Giá bán cho bản Champion Edition khoảng 80 bảng Anh và 80 đô. Được ưu tiên chơi sớm hơn 3 ngày, bạn sẽ nhận được 12 gói cầu thủ vàng, một gói mỗi tuần và trong 12 tuần. Bạn được mượn cầu thủ ngôi sao cho 5 trận Ultimate Team Carrot Mod Home Crowd Talent. Được chọn một trong ba cầu thủ đại sứ cho ba trận đấu Ultimate Team, một bộ dụng cụ cho Ultimate Team phiên bản đặc biệt và một số vật dụng cho sân vận động. Giá bán cho bản Ultimate Edition là 90 bảng Anh và 100 đô. Bạn sẽ được ưu tiên chơi sớm hơn 3 ngày, nhận được 24 gói cầu thủ vàng, 2 gói mỗi tuần và kéo dài trong 12 tuần. Được mượn cầu thủ ngôi sao cho 5 trận Ultimate Team, chế độ chơi Carrot Mod Home Crowd Talent. Lựa chọn một trong ba cầu thủ đại sứ cho ba trận đấu Ultimate Team, một bộ dụng cụ cho Ultimate Team phiên bản đặc biệt và một số vật dụng cho sân vận động. Ở đoạn trailer và hình ảnh pre-order, ta có thể thấy đó chính là hình ảnh của Kylian Mbappe, ngôi sao trẻ của PSG, một đội bóng có thể nói là đang mạnh nhất giải bóng đá Ligue 1 của Pháp. Lý giải cho điều này thì cầu thủ ngôi sao được EA cho mượn năm nay chính là Kylian Mbappe. FIFA 21 sẽ được phát triển trên các nền tảng như là Microsoft Windows, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5 cũng như là Xbox One X. Bản trial sẽ được ra mắt vào ngày 1 tháng 10 năm 2020 và được ra mắt trên hệ máy control vào ngày 9 tháng 10. Hãy cùng mình điểm qua có những sự thay đổi gì trong phần chơi dựa theo trailer của nhà EA nhé. Đầu tiên là Carrier Mode. Hệ thống phát triển được cải tiến cho phép người chơi di chuyển vị trí, vì vậy bạn có thể phát triển người chơi để phù hợp với kế hoạch của mình. Độ chân thật của trận đấu không phải tất cả là về thể lực, mà cho dù đó trong quá trình tập luyện hay luân chuyển đội hình của bạn, bạn sẽ cần phải giữ cho các cầu thủ của mình có thể lực tốt nhất để đạt hiệu quả cao nhất. Ngoài ra còn có những cách mới để có thể ký hợp đồng với người chơi như mượn cầu thủ kèm điều kiện mua đất và các giao dịch hoán đổi cầu thủ. Hơn nữa, nếu bạn đặt trước Champion hoặc Ultimate Edition, bạn sẽ nhận được Home Crowd Talent. Tiếp theo là về Ultimate Team. FIFA Ultimate Team 21 đã được hé lộ và có một số tính năng mới thú vị đáng mong đợi. Cùng với các tính năng mới, một số icon hoàn toàn mới cũng được công bố. Lần đầu tiên ở Ultimate Team, bạn có thể xây dựng sân vận động cho đội bóng của mình, xây dựng sân vận động tưởng tượng của bạn và biến nó thành một pháo đài mà bạn muốn với những bài thánh ca, nhạc dạo khi hai đội ra sân và những hình ảnh pháo hoa. Thẻ icon mới. Chính xác sẽ có 100 thẻ icon huyền thoại có trên FIFA 21, bao gồm Fernando Torres, Philip Lam, Nemanja Vidic, một trong những thủ môn xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh mà ta từng thấy sẽ quay trở lại trên FIFA 21, Petr Cech, và đặc biệt đó chính là sự xuất hiện của tiền đạo huyền thoại của câu lạc bộ Manchester United, Eric Cantona. Giọng nói xuất hiện trong đoạn trailer thật sự khiến mình bất ngờ. Volta Football cập nhật thêm về sút bóng, phòng thủ, kỹ năng flick bóng, một số kỹ thuật 5 sao, khả năng rê dắt bóng, tấn công thông minh hơn. Giờ đây bạn có thể chơi Volta bằng cách chơi cùng 3 người bạn, hoặc bạn sẽ đá cùng với một nhóm người chơi online, hoặc là đá 5v5. Cập nhật thêm một số địa điểm mới như Sao Paulo Downtown, Milan Street Beach and Credo Six Dome in Dubai, cũng như là tại hai thành phố là Sydney cũng như Paris. Có rất nhiều thứ để có thể tìm hiểu về lối chơi với một bản ghi chú đầy đủ về những thay đổi trong năm nay. Tính năng mới có khả năng tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn và tất cả các hệ thống tấn công năng động mới. Hệ thống Agro Crippling mới cho phép bạn làm
bùng nổ các hậu vệ trong quá khứ và động tác bằng chân nhanh hơn, giúp kiểm soát nhiều hơn trong các tình huống một chạy một. Positioning personally, cải thiện tầm quan trọng của những chức về vị trí với các tiền đạo đẳng cấp thế giới, giữ những pha chạy chỗ của họ tốt nhất. Các cầu thủ khai thác không gian và các hậu vệ sẽ xác định được những tình huống bóng nguy hiểm. Creative Range, cung cấp các tùy chọn mới về bóng, cải thiện lối chơi, xây dựng tấn công và cho phép bạn có nhiều con đường để mở khóa hàng thủ. Cuối cùng, cải thiện chế độ đối thủ mới được lấy cảm hứng từ những cầu thủ FIFA xuất sắc nhất trên thế giới để thực sự tạo cảm giác như bạn đang đối mặt với những người giỏi nhất. Vẫn còn sớm để xác nhận chính xác FIFA 21 sẽ trông như thế nào. Tuy nhiên, chúng ta có một số ý tưởng về hướng đi của nó dựa trên những gì chúng ta đã thấy trong FIFA 20. Đồ họa trong FIFA 20 khá đẹp và điều này không còn nghi ngờ gì nữa do engine đang được sử dụng là Frostbite 3. Engine được sử dụng lần này do DIC làm ra ban đầu được tạo ra cho Battlefield và được sử dụng rộng rãi trong các game bắn súng góc nhìn thứ nhất. Nếu họ sử dụng cùng một công nghệ cho FIFA 21, chúng ta vẫn nên mong đợi một trò chơi tuyệt vời. Như các bạn đã biết, EA đã mất bản quyền hình ảnh của bài đầm dài thành Turin vào tay đối thủ cạnh tranh là Konami trên PES 20. Và dường như EA cũng vừa mất bản quyền của một đội bóng thích ý nữa, đó chính là AS Roma, và được thay thế vào đó với cái tên là Roma FC. Nhưng năm nay, ta sẽ thấy được sự xuất hiện trở lại của hai đội bóng đến từ thành Milan, đó là AC cũng như là Inter Milan trên FIFA 21. Cùng với đó là những hình ảnh của một số sân vận động như Allianz Stadium, Allianz Arena và Nou Camp sẽ gần như chắc chắn không xuất hiện ở FIFA 21. Một trong những điều đáng kinh ngạc nhất về bóng đá là bầu không khí của sân vận động, và EA đã làm rất tốt việc nắm bắt điều này trong nhiều năm qua. Cho đến nay, sân Anfield của Liverpool và sân công viên các hoàng tử của PSG đã được xác nhận trong hình ảnh trên màn hình chính thức của FIFA 21. Trước khi chúng ta đi sâu vào vấn đề, có một câu hỏi khổng lồ cần được trả lời: liệu VAR có được triển khai trong Career Mode trên FIFA 21 hay không? Đây không phải là lần đầu tiên công nghệ video xuất hiện trong FIFA. Sau tất cả thì EA Sports đã thêm công nghệ Goal Line vào trong FIFA 15. Mặc dù đây là một bổ sung quan trọng khi nó lần đầu tiên được phát triển, nhưng có lẽ việc bổ sung VAR sẽ ở một cấp độ hoàn toàn khác. Không có nghi ngờ gì về việc VAR sẽ tạo ra một trải nghiệm bóng đá thực tế hơn. Nhưng liệu người hâm mộ FIFA có thực sự muốn cảm giác căng thẳng đó trong trận đấu hay là không? Vừa rồi thì mình đã cùng các bạn tìm hiểu xem sẽ có những thay đổi gì trên tựa game FIFA 21 của nhà EA. Và theo cá nhân mình, đây sẽ là một năm đáng mong đợi đối với tựa game bóng đá từ EA. Các bạn nghĩ gì về những thay đổi trên tựa game FIFA 21? Hãy để lại phía dưới phần comment cho mình được biết với nhé. Đừng quên like, share cũng như là subscribe cho kênh của bọn mình để nhận được những thông báo về video mới nhất. Và mình là Cát, đến từ Hà Lô Shop. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video sau. See ya.